Sau đây là một câu chuyện vô cùng kỳ hay vị thần. Đó là Thủa đến từ làng Cát. Và Loki đến từ làng Lá. Sau đây câu chuyện Stephen bắt đầu. Ngày xưa có hai cô gái vô nhỏ nhắn xinh đẹp lại chạy tung tăng trong khu làng. Bỗng vào một ngày đẹp trời, có hai vị thần đó đánh nhau chỉ vì một quả